Cháu có cần giúp gì không? Cháu đi nhỏ. Cháu sẽ đến đây để cháu sắp ra một lúc ạ. Sao bộ đấy mà không bán trước với mình? Cháu xin phép bác. Cậu là đồ hèn, vừa hèn vừa ích kỷ. Hả? Đừng tỏ vẻ như mình không biết gì nữa. Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của mình không? Cậu sao thế? Hôm qua bọn mình vẫn nói chuyện bình thường mà. Hôm qua mình nhìn cậu, nhưng hôm nay thì không. Chuyện 2 năm trước, cậu quên rồi đúng không? Đối với cậu và tất cả mọi người thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không? Nhưng đối với mình thì không. Đời không cho mình nhiều cơ hội đâu Sakura. Cậu lấy nó một lần rồi bây giờ cậu đừng cướp của mình lần nữa. Cậu sắp chết thì cậu không quan tâm cũng được, nhưng mình còn cả cuộc đời phía trước. Mình thì học ngày học đêm, còn cậu, cậu có chả biết cậu muốn cái gì. Vậy mà bây giờ, nỗ lực bao năm qua của mình phải đứng nhìn cậu được thiên vị, được giúp đỡ. Mình hỏi cậu, đã bao giờ cậu coi mình là bạn thân chưa? Mình có mà, cậu cứ bình tĩnh đã. Rất áp lực vì là niềm tự hào của cả dòng họ. Chắc bọn này đã thấy cô đơn và bất lực lắm. Con gái, mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Khi chúng ta tập trung vào bản thân mình, vô tình làm tổn thương người khác là một điều không thể tránh khỏi. Hôm nọ thầy Mori có đưa bốn quyển này. Cuốn nhật ký thi đại học cùng con. Sakura, thầy mong sau quãng thời gian sóng gió vừa rồi, con có thể mạnh mẽ bước tiếp và theo đuổi ước mơ của mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Con gái nhìn đi, rồi bố con mình cùng làm. Tiên là một bức ảnh của học sinh và phụ huynh. Hôm nào ở đền cầu may, bố con mình có chung một tấm. Con đã cảm thấy thế nào? Bố biết, con dành cả ngày để đọc sách của mẹ. Con chắc hẳn đã phải lo lắng và sợ hãi. Bố không giúp được gì cho con. Con chỉ cần bố khỏe mạnh và vui vẻ thôi ạ. Bố hãy thử bắt đầu lại thói quen chạy bộ như ngày xưa, về lại khu nhà cũ, gặp những người hàng xóm cũ như bà Mây. Bố đừng ở trong nhà một mình mãi thôi nhá. Sakura này, bố muốn nói với con,
được con là một đặc ân lớn của bố. Bố xin lỗi vì không được như bao ông bố khác. Đến lúc con đối mặt với chuyện oái oăm kia, cũng chẳng thể làm gì hơn để bảo vệ con. Giờ chỉ còn một thời gian ngắn, con đừng vì bố nữa, mà hãy vì con đi. Sakura, con hãy chủ động làm những điều mà con muốn làm, theo đuổi ước mơ mà mình muốn đạt được. Điều duy nhất con có thể làm bây giờ là phải thi thật tốt vào ngày mai để bố vui.